Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm Thứ Nhất Tập 281 pháp sư chuyển ngữ hạnh trơn biên tập nguyên tâm thời gian ngày 15 tháng 3 năm 2000, địa điểm tịnh tông học hội singapore xin xem thế chủ diệu nghiêm phẩm phần đắc pháp tán phật bát bộ tứ vương chúng lòng chúng văn trường hàng Câu thứ ba Vân âm tràng long vương Đắc ư nhất thiết Chư hữu thú trung Dĩ thanh tịnh Âm thuyết Phật vô biên Danh hiệu hải giải thoát môn Đại sư Thanh Lương giải thích câu này nói rõ với chúng ta ngài nói trường hạng và kệ văn đều có sáu nghĩa chư thú là nơi giáo hóa tịnh âm là công cụ giáo hóa Danh hiệu Phật là Pháp giáo hóa Thần thông là căn bản để giáo hóa Chúng sanh là cơ duyên giáo hóa Tùy theo sở thích là ý giáo hóa Tuy văn tự đơn giản Nói rất rõ ràng minh bạch nhưng kết hợp phần văn trường hạn và phần kệ tụng ở sau lại để xem thì cả sáu ý nghĩa đều đầy đủ Trong này chỉ nói Chư thú, tịnh âm, Phật danh Chỉ nói ba loại Trong kệ tụng có thần thông Chư vị có thể lật ra xem thử đức phật dùng sức thần thông vô hạn rộng nói danh hiệu cho chúng sanh tùy theo sở thích của họ khiến được nghe như vậy âm vân có thể ngộ giải kể tụng về sau chúng ta sẽ nói đến ở đây thấy sáu ý nghĩa này đều đầy đủ Từ đây chúng ta có thể lãnh hội được Đây là chư Phật như Lai Thị Hiện Nếu không Làm sao có năng lực trí tuệ lớn như vậy Hiển thị cho chúng ta thấy một cách minh bạch Ngày nay gọi là văn hóa đa nguyên Chư Phật Như Lai ứng hóa vào trong các tập loại khác nhau Chúng ta cần có nhận thức này Như vậy mới có thể thực hành Lễ kính chư Phật Trong hạnh phổ hiền Không có nhận thức này Không thể thực hành lễ kính chư Phật. Vì ta luôn có phân biệt chấp trước. Phải khẳng định tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới đều là chư Phật Như Lai hóa hiện. Thông thường nói chư thú là lục đạo nói theo nghĩa rộng chính là mười pháp giới thanh văn duyên giác bồ tát và phật trong mười pháp giới đều là đối tượng chư phật như lai giáo hóa cho nên chính là lục đạo mười pháp giới ở đây chúng ta phải lãnh hội lãnh ngộ tường tận mười pháp giới là bình đẳng mười pháp giới ý niệm bình đẳng chúng ta còn phân quốc độ ư còn phân tộc loại ư còn phân bất đồng tôn giáo ư nếu còn những vọng tưởng phân biệt chấp trước này có thể nói là không thông kinh giáo của phật do vậy mới có phân biệt đây kia nếu thật sự thông suốt mọi phân biệt chấp trước đều không còn không thông không thông chướng ngại rất nhiều gọi là làm việc gì cũng gặp chướng ngại sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần không có gì không bị chướng ngại sau khi thông đạt tức lý sự vô ngại sự sự vô ngại chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này đọc hoa nghiêm vẫn còn có chướng ngại vậy là uổng công đọc đọc hoa nghiêm còn có phân biệt quý vị chưa hiểu nghĩa của kinh kinh hoàng nghiêm và chúng ta như thế nào dùng một câu để nói đại phương Quảng phật Hoa nghiêm dạy rằng hết thảy chúng sanh khắp hư không pháp giới là chính mình mình đối với mình còn có chướng ngại ư mình đối với mình còn có phân biệt ư ừ. đại thánh đại hiền thế xuất thế gian giáo hóa chúng sanh triệt để nhất cứu cánh nhất viên mãn nhất chính là bộ kinh này lãnh hội được đôi chút trong kinh này quý vị nhất định phát tâm dùng thân tâm mình tận tâm tận lực phục vụ chúng sanh vô điều kiện không còn có phân biệt không còn có chấp trước đây là ta có được chút lãnh ngộ có được chút lợi ích chân thật trong kinh hoa nghiêm đây là chân tướng của vũ trụ nhân sinh kinh bát nhã thường nói thật tướng các pháp kinh hoa nghiêm gọi là nhất chân pháp giới trước tiên chúng ta phải hiểu Chư thủ là nơi giáo hóa Chúng sanh vô biên thề nguyện độ Chúng sanh này là mười pháp giới y chánh trang nghiêm Thanh tịnh âm Là công cụ giáo hóa Đặc biệt chỉ thế giới ta bà Chúng sanh thế giới ta bà Nhĩ cần sắc bén nhất trong sáu căn Trong hội lăng nghiêm Bồ Tát Phan Thù chọn viên thông cho chúng ta Ngài nói rất hay Thử phương chân giáo thể Thanh tịnh tại âm văn Chúng sanh thế giới ta bà Nghĩ căn sắc bén nhất Quý vị cho họ xem Có khi họ xem không hiểu Nhưng nói cho họ nghe Họ lại dễ thấu triệt Nhưng ta cần phải biết đây là chỉ đại đa số căn tánh của đại đa số chúng sanh nhĩ căn sắc bén nhất cũng có số ít nhãn căn rất lanh lợi ta nói họ nghe không hiểu nhưng đối với văn tự họ xem là hiểu ngay những gì bồ tát văn thù nói là đại đa số số đông người nhĩ căn sắc bén đương nhiên lúc thế tôn còn tại thế dùng âm thanh làm giáo thể Suốt 49 năm Giảng kinh thuyết pháp cho chúng sanh Không có kinh sách Không viết thành văn tự Khổng tử ngày xưa Dạy học trong thời đại đó Cũng là ngày ngày diễn giảng Không có sách không có văn tự đều dùng âm thanh khổng phu tử là thánh nhân thế gian đức phật thích ca là thánh nhân xuất thế gian họ thuyết pháp đều có thể ứng cơ biết rõ căn tánh chúng sanh vì thế đây là một loại công cụ do đây có thể biết ngôn ngữ là công cụ giúp chúng sanh giác ngộ văn tự cũng là công cụ cần phải mượn công cụ này chúng sanh mới có thể phá mê khai ngộ công cụ rất quan trọng không thể không chú trọng chúng ta nhìn xem hiệu quả trước mắt chúng ta nhất định phải cảm nhận được điều này khoa học kỹ thuật phát triển làm thay đổi cuộc sống của chúng ta ngày xưa ít người giảng kinh thuyết pháp luôn bị hạn chế bởi thời gian và không gian vì thế cổ nhân không thể không hạ thủ từ chú sớ hy vọng văn tự có thể lưu truyền phổ biến nhưng đến thời cận đại chúng ta quan sát kỹ có nhiều đồng tu nói rằng bây giờ mọi người không thích xem sách thích nghe hơn hiện nay còn có hình ảnh do đó nghe cũng không thích thú lắm có hình ảnh là tốt nhất vừa xem vừa nghe đây là xu hướng khoa học kỹ thuật đem đến ngày nay hoàng dương phật pháp phải dùng phương pháp gì phải dùng tv dùng vcd vcd thay thế văn tự hiện nay chúng ta in ấn pháp bảo cần phải biết những điều này mọi người thích đơn giản một cuốn sách quá dày quý vị đem tặng họ không có hứng để xem không xem cuốn sách mỏng họ còn xem nếu nhiều màu sắc minh họa họ càng thích xem càng ít càng tốt càng ít thời gian càng tốt tâm thái của người thời nay là như vậy chúng ta phải biết quán cơ không biết quán cơ ta không thể lợi ích quảng đại quần chúng ngày nay âm thanh và sắc tướng có thể dùng khoa học kỹ thuật để truyền đạt về sau đương nhiên là xu hướng này chúng ta phải hạ công phu thật nhiều trên những phương diện này tương lai tạp chí này là gì là tạp chí có thanh âm có sắc tướng cd và vcd chính là tạp chí trên thân mỗi người đều mang theo chiếc máy nghe nhỏ Càng làm càng phương tiện Càng làm càng tinh xảo Bây giờ chúng ta thấy máy chiếu VCD Máy chiếu sách tay Rất nhỏ bé Như cái túi nhỏ Tôi tin rằng Thêm 2-3 năm nữa Máy móc này càng mỏng hiện nay độ dày khoảng như thế này dày như cuốn sách biệt cứng vậy tôi thấy tương lai sẽ rất mỏng như cuốn sách nhỏ vậy sẽ phát triển đến mức độ này bản tạp chí quá lớn quá nặng tôi nghĩ ít người thích xem bởi vậy tầm nhìn phải xa quý vị thấy tương lai phát triển đến mức độ nào trên thực tế nhất định phát triển đến vệ tinh thông tin hiện nay vệ tinh thông tin giá thành cao thêm vài năm nữa giá thành thấp Những thứ này rất nhiều Tôi tin rằng Tương lai nhất định phát minh ra tivi loại sắp tay Cũng mỏng giống như cuốn sách vậy bất luận ở đâu cũng có thể xem được chương trình phát sóng trên truyền hình vệ tinh nếu giới khoa học không có đầu óc như thế này vậy thì quá ngốc màn hình tivi bất luận chúng ta ở đâu giống như cuốn sách vậy bất cứ khi nào mở ra đều có thể nhận được tin tức trên toàn thế giới ngày nay vì tính cũng mỏng giống như cuốn sách vậy Tôi tin trong tương lai TV cũng sẽ mỏng giống như cuốn sách vậy Đến lúc đó Sợ rằng sách không còn tác dụng lớn nữa Mọi người đều không thích sách Rất nặng Còn phải xem từ từ Từng chữ một Mất biết bao nhiêu tinh thần đây chính là nói xu thế của thời đại chúng ta phải thấy rõ phải đi trước thời đại không thể chạy theo sau chạy theo rất mệt phải đi trước đây đều là nói về công cụ chúng ta phải nhận biết công cụ khéo sử dụng công cụ Có nhiều vị đồng học Bao gồm người xuất gia Như trước đây Pháp Sư Diễn Bội Ông là bạn cũ của tôi Ông rất hâm mộ tôi Có Pháp Duyên Thù Thắng một hôm ông mời tôi ăn cơm đặc biệt là vì vấn đề này. Ông hỏi vì sao tôi có pháp duyên thụ thắng như vậy. Tôi nói rằng rộng kết thiện duyên. Đây là nhân quả. Chúng ta rộng kết pháp duyên, nhân duyên mới thụ thắng, không kết duyên với người nhân duyên làm sao thụ thắng được. Ông là một Pháp sư giảng kinh Có nhiều trước tác Nhưng phạm vi lưu thông rất nhỏ Ông không như tôi Tôi không có gì cả Nhưng rất nhiều đồng tu Y theo bằng giảng Đĩa giảng của tôi viết thành sách Lưu thông rất phổ biến trên thế giới đây là nguyên nhân gì do không có bản quyền tôi nói với ông ta tôi nói pháp sư à sách của thầy không thể lưu thông vì sao vậy vì có bản quyền in ấn sẽ bị truy cứu lưu thông là phạm pháp tôi nói điều này ông hiểu ra vấn đề ai dám minh sách của ông tôi nói phật đà giáo dục cơ kim hội của chúng ta mỗi năm in mấy trăm vạn cuốn sách lưu thông trên toàn thế giới nhưng không dám in cuốn sách nào của thầy cả ông không còn gì để nói nếu ở sau thầy không để có bản quyền in ấn bị truy cứu từ lâu tôi đã lưu thông sách của ông trên toàn thế giới Bao nhiêu người có sách hay Hay hơn của tôi nhiều Tôi có độ lượng này Tôi chịu lưu thông cho họ Nhưng sau sách của họ Đều in vào tám chữ này Tôi biết làm sao Chỉ đành lưu thông Những cuốn sách của nhiều tác giả Mà mình không quen Tâm lượng phải lớn Đừng có giới hạn Đừng có lợi ích riêng tư Có thể lợi ích tất cả chúng sanh Thực tế mà nói Lợi ích mình đạt được không có hạn lượng Niệm niệm giữ vững lợi ích của mình Trái lại làm chướng ngại lợi ích vô lượng vô biên của mình điều này từ trong những năm hoàng pháp lợi sanh của chúng tôi ở thế gian quý vị có thể nhận ra điều này là một lợi ích rõ ràng nhất ngày nay tôi đi ra ngoài Tôi không quyên góp Không xin tiền người khác Tôi nhận bị lì xì nhiều hơn người khác Nguyên nhân gì? Đã thực hành giáo huấn của Phật Đức Phật nói bố thí tài được giàu sang Bố thí Pháp được thông minh trí tuệ Bố thí vô úy được mạnh khỏe sống lâu chúng ta dốc sức tu ba loại bố thí này vì thế ba quả báo này hiện tiền bất luận đến đâu một khi tôi ở đó người cũng đến tiền cũng đến tôi không cần tiền tất cả tiền bạc này đều quy về thường trụ cho nên người biết đều rất thích tôi hy vọng tôi đến chỗ họ ở vài ngày đem đến cho họ một ít lợi lộc tôi không thường đi trung hoa lắm đặc biệt là ít đến chùa nhưng mỗi khi đến nơi nào Người đến thăm tôi Những bì thư cúng dường tôi Xưa này tôi không nhìn đến Toàn quy về thường trụ Tôi không mang theo thứ gì cả Bất luận người ta cúng dường gì Đều quy về thường trụ Tôi không cần gì cả Cho nên mọi người hoan nghênh tôi Tôi tôn trọng thường trú tín đồ đến quy y Quy y Pháp Sư Thường Trú Chủ. Chủ nhân tức vị trụ trì của chùa này Tôi không phải người ở đây Quý vị ở đây Phải tìm một người thầy y chỉ thường dạy quý vị tu học phải tìm người bản địa chúng ta buông bỏ tất cả danh văn lợi dưỡng vứt bỏ tất cả vậy mới được tự tại thành tựu chúng sanh thành tựu đạo tràng thành tựu phật pháp chúng ta làm những việc này không hề dính đến danh văn lợi dưỡng bởi vậy nhất định phải hiểu rõ ràng về công cụ giáo hóa đối với cơ duyên của chúng sanh phải có năng lực quán sát danh hiệu phật là phương pháp giáo hóa chúng sanh danh hiệu phật hàm nghĩa vô lượng vô biên ở đây còn có một tầng ý nghĩa rất sâu sắc người hiểu điều này rất ít trong kinh điển đại thừa đức thế tôn nói rằng tất cả pháp từ tâm tưởng sanh tâm ta nghĩ gì liền hiện ra cảnh giới như thế người thế gian thường nói ngày suy nghĩ điều gì đêm mộng thấy như vậy Quý vị nghĩ quá sâu Ấn tượng quá sâu sắc Đêm về nằm mộng Mộng từ đâu đến Do tâm tưởng sanh ra Y chánh trang nghiệm hiện tại của chúng ta Cũng từ tâm tưởng sanh ra Nghĩ điều gì biến hiện ra điều đó Nếu hiểu rõ đạo lý này Nghĩ đến Phật chẳng phải biến ra Phật ư? Nghĩ đến Bồ Tát Chẳng phải biến thành Bồ Tát ư ừ. Đạo lý chính là như vậy Phật Giáo hóa chúng sanh Thực tế mà nói Nguyên lý của Ngài Là dạy chúng sanh Thay đổi tư tưởng của mình Nghĩ đến Phật Là thù thắng bậc nhất Thù thắng cứu cánh viên mãn Bởi vậy Phật dạy chúng ta niệm Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tất cả chư Phật như lai khắp mười phương Đều dạy chúng ta niệm Phật A-di-đạc Nghĩa là sao? Không ngoài hy vọng Chúng ta đều trở thành Phật a di đà Thế giới Tây Phương Cực Lạc Phàm là người vãng sanh Người người đều là Phật a di đà Nhân địa của Phật A Di Đà là Bồ Tát Phổ Hiền. Hay nói cách khác, người tu theo đức của Phổ Hiền đại sĩ mà thành tựu gọi là Phật A Di Đà. Phật A Di Đà vô lượng quang vô lượng thọ vô lượng trí tuệ vô lượng đức năng thọ là đức năng vô lượng trí tuệ vô lượng đức năng người này chính là phật a di đà phật a di đà ở thế giới tây phương cực lạc không phải một người vô lượng vô biên đến đó thành tựu quả phật cứu cánh viên mãn danh hiệu quả phật cứu cánh viên mãn gọi là phật a di đà ai biết chúng ta thấy ở đây phương pháp giáo hóa chúng sanh ngài không dùng gì khác ngài dùng danh hiệu phật đây mới thật sự là cứu cánh viên mãn người thế gian chúng ta không hiểu đạo lý này không chịu niệm phật a di đà Vô cùng đáng tiếc Phật A Di Đà nghĩa là gì? Bốn mươi tám nguyện chính là chú giải của danh hiệu Phật A Di Đà. Chú giải đơn giản trọng yếu về danh hiệu Nói rõ tường tận Kinh Vô Lượng Thọ Kinh Vô Lượng Thọ là chú giải của 48 nguyện 48 nguyện là chú giải của danh hiệu Phật A Di Đà. Nói thêm cho chư vị biết, bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoan Nghiêm này Chính là chú giải của Kinh Vô Lượng Thọ Quý vị xem Đại Tạng Kinh của Phật Giáo Tất cả kinh điển mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong suốt 49 năm Là chú giải của Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Sau đó quý vị mới biết Câu danh hiệu này Phổ Đức thường nói công đức không thể nghĩ bàn Quý vị mới thật sự thấu triệt Vì sao công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn Quý vị không nói ra được Không những là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong suốt 49 năm Vô lượng vô biên kinh Pháp Mà tất cả chư Phật trong mười phương ba đời nói đều không tách rời câu A Di Đà Phật này như vậy chúng ta mới minh bạch công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn quý vị mới chấp trì danh hiệu một cách thiết thực trong kinh điển nói phát tâm bồ đề tâm bồ đề là tâm giác ngộ nhận thức danh hiệu là giác ngộ hiểu rõ danh hiệu là giác ngộ nhất hướng chuyên niệm đời này quý vị sẽ thành phật bởi vậy pháp môn tình tông này gọi là pháp môn thành tựu ngay trong một đời không cần đợi đến đời sau người lợi căng thông đạt giáo lý chấp trì danh hiệu người độn căng tuy không hiểu giáo lý nếu họ có thể nhất hướng chuyên niệm nhất tâm muốn sanh về thế giới cực lạc cũng có thể được sanh đây là phước đức trong đời quá khứ thành tựu chỉ sợ thiền căn phước đức đều không có vậy thì hết cách khuyên họ niệm họ không tin không chịu niệm khuyên học giáo lý họ không kiên nhẫn Cũng không có năng lực này Hạng người này không còn cách nào khác Đời này không thể được độ Nhưng chúng ta khuyên niệm Phật Họ không chịu niệm Chúng ta niệm một câu họ nghe được Chúng tử danh hiệu Phật rơi vào trong A-la-giả thức của họ Một khi nghe qua tai vĩnh viễn thành hạt giống đạo Đời này họ không được độ Nhiều đời nhiều kiếp sau Nhờ nhân duyên này Mà vẫn được độ Câu danh hiệu Phật này Phổ độ chúng sanh trong mười pháp giới Công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn chúng ta khuyên người niệm phật cần phải nói cho họ nghe lợi ích của niệm phật giới thiệu thật đơn giản rõ ràng cho họ nguyên lý của nó chính là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh bởi vậy tư tưởng bình thường của chúng ta rất đáng sợ nếu nhớ nghĩ đến bồ tát quý vị sẽ thành bồ tát nhớ nghĩ trời ngày ngày nhớ nghĩ trời họ liền sanh thiên nhớ nghĩ đến quỷ đương nhiên họ làm quỷ quỷ là gì tâm tham lam là quỷ ngày ngày tăng trưởng tâm tham Tham danh, tham lợi, tham tài, tham sắc Tham không biết chán Đây là ý niệm của quỷ Sân hận, đố kỵ, ý niệm của địa ngục Ngu si, ý niệm của súc sanh ngu si là thị phi điên đảo không phân biệt được thật giả của thế pháp và phật pháp không phân biệt được chánh tà không phân biệt được thị phi điên đảo rối loạn đây gọi là ngu si nói đơn giản hơn những người thế gian này, những người xung quanh ta, ai tốt ai xấu đều không phân biệt rõ ràng. Xem người xấu thành người tốt, xem người tốt thành người xấu. Đây là tư tưởng của đường xuất sanh. Giờ đó chúng ta có thể lãnh hội được. Cổ thánh tiên hiền Giáo hóa chúng sanh Vì sao phải vậy Không dạy Họ suy nghĩ lung tùng Hay nói cách khác Họ nghĩ đến ba đường ác Vì sao Khẳng định Họ nhớ nghĩ ba đường ác Tất cả chúng sanh Đây là nói lục đạo chúng sanh Vô thị kiếp đến nay Chủng tử ác tập rất nhiều Trong Bách Pháp Minh Môn Luận Liệt kê cho chúng ta thấy Đây là rõ ràng nhất Phiền não tâm sở có 26 loại Thiện tâm sở 11 loại So sánh sức mạnh của phiền não tâm sở và thiện tâm sở Sức mạnh của phiền não tâm sở quá lớn Sức mạnh của thiện tâm sở rất yếu kém Bởi vậy nếu không dạy thật tốt Tất cả chúng sanh khởi tâm động niệm Đều rơi vào trong phiền não tâm sở Sáu căn bản phiền não Hai mươi tùy phiền não Rơi vào trong này Nói cho chưa bị biết Toàn là ba đường ác Nếu tư tưởng của quý vị Có thể rơi vào trong mười một thiện tâm sở quả báo ở cõi trời người nếu chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật này sao không sợ hãi thánh hiền thế xuất thế gian giáo hóa chúng sanh đại từ đại bi hy vọng quý vị không rơi vào ác đạo ta ở trong lục đạo đã là điều thật bất hạnh trong lục đạo tuyệt đối đừng rơi vào ba đường ác trong dạy học phật pháp mục tiêu đầu tiên khiến tất cả chúng sanh chuyển ác thành thiện chúng sanh cũng rất hâm mộ điều thiện cũng rất tán thán việc thiện vì sao không chịu hành thiện còn là mát đạo lý này chính là ác tâm sở nhiều sức mạnh tập khí ác lớn muốn đoạn cũng không đoạn được muốn tu thiện không tu thành nguyên nhân là đây vì thế phải thông qua dạy học mà dạy học quá trình học tập quan trọng nhất là lúc mới sanh Lúc còn tiểu học Người bây giờ không biết Ngày xưa biết Giáo dục bắt đầu từ đâu? Bắt đầu Dạy từ tuổi nhi đồng Nhò giáo nói từ thầy giáo bây giờ ai hiểu nếu bây giờ nói điều này người ta nói là mê tín không hợp khoa học họ không tin khi người mẹ mang thai người mẹ khởi tâm động niệm ảnh hưởng thai nhi người mẹ thường có thiện niệm đứa bé này tương lai có thiện tâm người mẹ thường có ác niệm tương lai đứa bé này có ý niệm bất thiện người thời nay không tin đạo lý này bởi vậy sanh con ra rất yêu thương chúng chúng không nghe lời ngỗ nghịch cha mẹ không biết nguyên nhân gì khi mang thai không chú trọng khởi tâm động niệm 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 phải hướng thiện khởi tâm động niệm vẫn có ác niệm tương lai con của quý vị làm sao biết nghe lời được làm sao tiếp thu lời dạy của quý vị được quả thật quá nhiều vấn đề phức tạp vô cùng khéo dạy khéo học đều có thể nắm bắt căn bản căn bản ở khởi tâm động niệm bởi vậy trung hoa từ xưa đến nay coi trọng giáo dục tiểu học tiểu học là nền tảng nền tảng vững chắc lên cao không có vấn đề nếu gốc rễ hư hoại làm sao vung bồi đến cuối cùng đều là công cốc không thể thành tựu ngày xưa người đọc sách đạt được không danh công danh ngày nay chúng ta gọi là học vị lấy được học vị ngày xưa học vị cũng có ba loại tú tài cử nhân tiến sĩ là danh xưng của học vị lấy được học vị cao nhất là tiến sĩ Đứng đầu tiến sĩ Gọi là trạng nguyên Đứng thứ hai là bản nhãn Đứng thứ ba là thám hoa Đây là ba vị thứ đầu tiên Ngày xưa đầu trạng nguyên Là lấy được học vị cao nhất Việc đầu tiên là trở về tế tổ tiên Đức của tổ tiên Tế tổ tiên là hiếu đạo Giáo dưỡng của cha mẹ Là giáo dục gia đình Vì thế nền tảng của giáo dục là gia đình Từ mang thai Đến 6-7 tuổi là trách nhiệm của cha mẹ là gia giáo ngày xưa chúng ta xem trong cổ lễ trong cổ lễ nói bảy tuổi bắt đầu đi học bảy tuổi là thầy giáo dạy ngày nay chúng ta gọi là giáo dục học đường trước giáo dục học đường là gia giáo gia giáo, giáo là nền tảng vì thế việc đầu tiên là tế tổ tiên sau khi tế tổ tiên xong là đi lạy tạ thầy lạy tạ người thầy nào lạy người thầy khai mở trí tuệ đây là căn bản tiếp nhận giáo dục của thầy người thầy khai mở này là gốc tâm địa đó sâu dày biết bao không quên gốc Tri ân báo ân Bây giờ chúng ta thử nghĩ xem Mấy ai còn nhớ thầy giáo tiểu học của mình Mấy người còn nhớ được Thầy giáo tiểu học của mình Khi học lớp 1 Thầy giáo mình là ai Đều quên hết gặp mặt cũng không nhận ra đây quả thật gọi là vong ân phụ nghĩa người xưa coi trọng việc tế tổ tông Coi trọng Việc tế thầy Tế khổng tử Đạo lý Đều là báo đáp cội nguồn Người đầu tiên dạy chúng ta Ân đức này lớn nhất Người bây giờ làm sao hiểu được chúng ta học phật cảm nhận sâu sắc lợi ích thù thắng của phật pháp ai dạy phật pháp cho chúng ta tôi học phật là thầy phương đông mỹ giới thiệu tôi không biết nội dung phật pháp thầy giới thiệu cho tôi chúng tôi mới biết lợi ích của nó Đại sư chương gia Vung bồi nền tảng cho tôi suốt ba năm Sau đó tôi theo thầy Lý Bỉnh Nam 10 năm Mới có chút thành tựu Nếu không có nền tảng đó không được Giáo dục cấm rễ Mới là căn bản giáo dục nhưng người bây giờ không tiếp thu nền giáo dục cổ xưa cho rằng nó đã lạc hậu vì thế đầu năm dân quốc mới có tình trạng lật đổ thuyết của khổng tử không cần nho giáo và phật giáo nữa cuộc vận động này sanh ra hậu quả nghiêm trọng đối với quốc gia dân tộc người thời đại chúng ta ngày nay vô tri không biết chút ít gì về luân thường lễ nghĩa đức hạnh ảnh hưởng này lớn biết bao trong một trăm năm này người trung hoa chịu một số khổ nạn căn nguyên của khổ nạn là gì do vứt bỏ giáo dục đây là căn nguyên thực sự giáo dục không còn chúng ta không có năng lực phân biệt thị phi không có năng lực phân biệt chánh tà không có năng lực phân biệt thật giả do đó hoàn toàn bị tập khí phiền não làm chủ khởi tâm động niệm đều do tập khí phiền não chi phối Tạo vô lượng vô biên tội nghiệp Chịu vô lượng vô biên khổ báo Chúng ta học Phật Mới hiểu được chút đạo lý như vậy không học Phật thì đi đâu để học, không còn ai giảng nho giáo nữa. À, muốn xe, học nho, muốn xe, học đạo, xe, ngày nay muốn tìm một nơi, tìm một người thầy không tìm ra. Cũng may Phật còn có một ít. Điều này quá thật, không thể không nói là oai thần Tam Bảo gia trì. người truyền đạo phật vẫn chưa đoạn tuyệt coi như trong đời quá khứ chúng ta có tu được chút thiện căn phước đức còn gặp được nhân duyên này thực tế mà nói ngày nay trên toàn thế giới nho giáo không còn nữa đạo giáo cũng không còn nữa phật nếu chúng ta không tin tấn nỗ lực y giáo phụng hành cũng rất khó khăn giải môn quan trọng hành môn càng quan trọng không tu hành chân chánh thế nhập giải môn rất có hạn giải và hành nhất định hỗ tương thành tựu cho nhau hành giúp ta hiểu sâu hiểu sâu giúp ta hành sâu như vậy hành càng sâu rộng giải và hành hỗ tương nhau thành tựu cho đến như lai quả địa bởi vậy nhất định phải rất siêng năng rất nỗ lực cuộc sống đời này của chúng ta ở thế gian chính là vì duy trì tiếp nối tuệ mạng của phật mà đến phật pháp trung hoa hiện tại đang lưu hành gọi là phật pháp đại thừa đại thừa được kiến lập trên nền tảng của tiểu thừa nhưng phật giáo tiểu thừa từ giữa thời nhà đường về sau đã suy yếu đến nay thì không còn nguyên nhân ở đâu là học thuyết nho giáo và đạo giáo đã thay thế tiểu thừa người xuất gia ngày xưa không ai không đọc điển tịch của nho và đạo đối với sách của nho giáo họ rất giỏi sách của đạo giáo cũng rất giỏi cho nên tu học đại thừa không có chướng ngại chúng ta ngày nay đối với pháp đại thừa vì sao khó khăn như vậy vì không có nền tảng khó ở đây Trước đây Tôi học với Thầy Lý Bỉnh Nam Thầy Lý dạy tôi bộ kinh đầu tiên A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hôn Kinh Kinh Tiểu Thừa Thầy vẫn còn coi trọng căn bản của Tiểu Thừa Không có căn bản này Không thể nhập Đại Thừa chọn một kinh này sách của nho giáo vẫn phải đọc nhưng thầy không dạy tôi đọc từ tứ thư ngũ kinh thầy chọn một phương pháp đơn giản nhất dạy tôi đọc ngũ chủng di quy do trần hoàng mưu biên soạn Dạy ngũ chủng di quy cho tôi Khóa trình nhất định phải học Nhưng quá trình này tự đọc Thầy không có thời gian giảng giải Chúng ta mỗi người đều phải đọc Dùng nó để thay thế tiểu thừa Ngoài ra còn giảng cho chúng tôi bộ cổ văn quán chỉ Giảng hoàn tất hơn 300 bài này Mất hết 8 năm Thời gian 8 năm Một tuần giảng một lần Bài dài Hai ba lần giảng xong Bài ngắn một lần giảng xong Thời gian 8 năm Một tuần giảng một lần Chưa từng gián đoạn Giảng hết hơn 300 bài này Đây là gì? Là văn học Học Phật Kinh điển dịch trễ nhất là thời Nam Tống Kinh điển dịch vào thời Nam Tống rất ít Đại đa số dịch vào thời Tùy Đường Tùy Đường Thời Dùng loại văn tự rõ ràng nhất Vẫn thuộc về thể văn ngôn Vì thế nếu không có căn bản văn học Quý vị không có năng lực đọc kinh Thầy Lý Bỉnh Nam ở Đài Trung nhiều năm như vậy Thầy coi trọng quốc ngữ Coi trọng Phật Pháp Lúc đó ngoài điều này ra Thầy chỉ điểm cho chúng tôi tự đọc về phương diện đức hạnh và tu thân dùng ngũ chủng di quy ngoài điều này ra thầy dạy chúng tôi đọc ngự phê lịch đại thông giám tập lãm đây là lịch sử người không thể không hiểu lịch sử không hiểu lịch sử nghĩa là không hiểu về nhà của mình như vậy làm sao yêu nhà mình được không hiểu lịch sử đất nước mình làm sao quý vị có thể yêu đất nước đối với quá khứ của đất nước mình phải có nhận thức sâu sắc vì vậy Chọn bộ sách này để chúng tôi đọc Kích thích lòng yêu nước của chúng ta Yêu đất nước thiết tha Sau đó mới có thể phát tâm Hoàng dương văn hóa và Phật Pháp của đất nước mình đến toàn thế giới lợi ích tất cả chúng sanh. Sau khi tôi rời Đại Trung Cùng tu học Với một số đồng học Tôi chọn bảy môn Vì hiện nay chúng ta cùng nhau tu học Đều là trung niên trở lên Không phải học sinh tiểu học Học từ đầu không kịp Chỉ có dùng phương pháp Khác nước mới lo đầu giếng Tôi chọn 7 môn học Phần thuộc về Kinh Phật Có bốn loại Kinh Na Nàng Vấn Sự Phật Kiết Hôn Kinh Di Đà Yếu Giải Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Đây là bốn bộ kinh Phật Nhất định Phải đọc thuần thục Hiểu sâu Ngoài kinh Phật Chọn ba loại Thứ nhất Liễu phàm tứ huấn Thầy thế nho giáo Cảm ứng thiên vận biên Đây là của đạo giáo Ngoài ra chọn thêm cuốn tứ thư Tổng cộng 7 loại Không nhiều 7 loại này phải thường xuyên đọc Và tư duy tường tận Ngũ chủng di quy là một cuốn sách rất hay Do cư sĩ Trần Hoàng Mưu Thời Tiền Thanh biên tập Ông từng làm tổng đốc lưỡng quản Nho và Phật đều rất uyên bác ông biên tập cuốn sách này quả thật là điển phạm tu thân cho lớp trẻ chúng ta trong đó tập hợp rất nhiều giáo huấn quý giá của chư vị cổ đức đối với cuộc sống hàng ngày của chúng ta như công việc xử sự, sự đối nhân tiếp vật suốt đời thầy lý cuốn sách này thường để trên bàn xem nó như lời răng ở đài loan tôi thấy sách này có hai bản một loại do thư cục trung hoa xuất bản ở trong tứ bộ bị yếu in rất đẹp bản in rất mỹ quan Nó có hai cuốn bìa cứng Một loại nữa Là sách chữ bằng chè Chữ hơi nhỏ Hình như trong đó sưu tập nhiều thứ Hơn thư cục Trung Hoa Cũng rất hay bản này hiện nay tôi rời đài loan cũng mấy năm rồi không biết có ra bản mới không những gì hay chúng ta cần phải lưu thông nhưng lưu thông những thứ này lại có một phiền phức họ có bản quyền có bản quyền chúng ta muốn lưu thông ta có thể tự làm bản vì đây là của cổ nhân bản quyền của quý vị là bản in mà quý vị tự sắp xếp chúng ta tự làm một bản bản quyền đó sẽ thuộc về chúng tôi chúng ta có thể làm bản in mới để lưu thông đây là một bộ sách hay Thật sự có lợi ích đối với chúng sanh Đây đều là nói phương pháp giáo hóa chúng sanh Phật Pháp thường nói Phương tiện có nhiều cửa Quy nguyên không có hai đường Tổng quy kết Là câu A-di-đà Phật này Rất nhiều người đọc hai câu này Nhưng không mấy người có thể lãnh hội được Cảnh giới và ý nghĩa thật sự của nó Tất cả thiện pháp thế xuất thế gian Cuối cùng đều quy về a di đà Phật Người có nhận thức này không nhiều chư vị đại đức thời tùy đường cuối cùng đều quy toàn bộ phật pháp đại thừa về kinh vô lượng thọ nếu không phải người từng trải không nói được câu này đây là chân tướng sự thật thần thông là căn bản giáo hóa nói như hiện nay hóa tức là dạy học căn bản của dạy học là gì là trí tuệ thần thông là trí tuệ thông là thông đạt vô ngại nếu không thông quý vị lấy gì để dạy người bởi vậy căn bản dạy học là phải thông đạt tất cả thông đạt đến cứu cánh viên mãn gọi là thần thông thần là hình dung từ thần kỳ khó đoán Người khác không thể sánh với quý vị Cho nên gọi là thần thông Ý nghĩa căn bản của hai chữ thần thông Chúng ta nhất định phải rõ ràng thấu triệt Đừng nhìn danh tướng trong đó mà sanh ra ngộ nhận Cho rằng 72 phép biến hóa của tôn ngộ không gọi là thần thông Đó không phải Thần thông trong Phật Pháp nói không phải ý này Thông là thông đạt vô ngại tất cả các pháp thế xuất thế gian tánh tướng lý sự nhân quả đều rõ ràng minh bạch đây gọi là thông đạt đây gọi là thông chữ thần này quý vị xem hội ý chữ này trong lục thư thuộc về hội ý bên này là thị chúng ta xem bên trái của nó bên trái là thị thị cũng là hội ý tượng hình hội ý ở trên là chữ thượng hai nét một nét ngang ở trên ngắn và nét ngang ở dưới dài đây là chữ thượng của thượng hạ bên dưới có ba nét đây là biểu thị điều gì trời cao hiển thị điềm báo trời cao hiển thị điềm báo là cổ nhân nói nếu nói như hiện nay là hiện tượng tự nhiên phù hiệu này tượng trưng hiện tượng tự nhiên bên phải là chữ thân thân nghĩa là thông đạt nghĩa là thấu triệt đối với tất cả hiện tượng tự nhiên ta thấu đạt thông triệt đây gọi là thần phải hiểu rõ định nghĩa của chữ này ý nghĩa của chữ thần và thông rất gần nhau hợp hai chữ lại xem thông đạt thấu triệt chân tướng của nhân sinh vũ trụ đây là căn bản của dạy học điều này rất khó chúng ta làm sao mới có thể thông đạt Trước đây thầy Lý Bỉnh Nam dạy tôi Nếu muốn phát tâm học giảng kinh. Học giảng kinh trước tiên phải thông đạt tất cả pháp thế xuất thế gian. thầy nói con có thể làm được chăng đừng nói gì khác chỉ đơn thuần giảng một bộ tứ khố toàn thư đời này quý vị có thể thông đạt chăng đừng nói thông đạt giám đốc của thương vụ ấn thư quản sách này là của thương vụ ấn thư quản in khi tôi đi mua sách Giám đốc tiếp và nói chuyện với tôi Phân lượng của tứ khố toàn thư Ông ta nói một người từ khi sanh ra Giả như sanh ra là biết đọc sách Mỗi ngày đọc 8 tiếng Đọc đến 100 tuổi Vẫn không đọc xong tứ khố toàn thư đọc một lần cũng không xong quý vị thử nghĩ xem làm sao có thể thông đạt huống gì hiện đại học thuật phát triển thư tịch không biết nhiều gấp bao nhiêu lần tứ khố toàn thư đây là pháp thế gian thông đạt pháp thế gian còn phải thông đạt pháp xuất thế gian Pháp xuất thế gian là hết thảy Pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng suốt 49 năm Không thông được Không thông Không thể giảng kinh thuyết Pháp Không có năng lực Nhưng vẫn phải làm thầy lý cũng không dám nói thầy thông đạt thầy cũng chưa thông đạt chúng ta phải làm sao chúng ta chỉ có tìm một phương pháp khác cầu cảm ứng gọi là cảm thông dựa vào năng lực của chúng ta để học và đọc nhất định không làm được chỉ có một cách cảm thông Đây chính là nhà Phật thường nói Cầu Tam Bảo Gia Trì Đây là cảm ứng Dùng gì để cầu cảm? Thành Thành tức linh Như thế nào gọi là thành? Trong tâm không có vọng niệm Tâm có một vọng niệm thành sẽ không có tâm chân thành chỉ là vì lợi ích chúng sanh tuyệt đối không có ý niệm lợi ích riêng mình tâm này là thành quý vị có thể đạt được cảm ứng như vậy vẫn chưa đủ phải thêm vào chí thành chân thành đến cực điểm thầy tặng tôi bốn chữ chí thành cảm thông vậy là được nếu không phải chí thành quý vị không có năng lực giảng kinh thuyết pháp bản thân thầy lý dùng phương pháp này đem phương pháp này truyền cho tôi bốn chữ Chúng ta toàn dựa vào Phật Bồ Tát Toàn dựa vào sức gia trị của Tam Bảo Triển khai kinh điển Mới nhận ra được chút ý nghĩa Mới có thể nói được Nếu không phải dùng tâm chân thành Ta sẽ giảng kinh sai Giảng sai phải chịu nhân quả Cổ nhân nói sai một chữ chuyển ngữ đọa năm trăm đời làm thân hồ ly không thể không biết sự đáng sợ của nhân quả nhất định phải cẩn trọng dè dặt dùng tâm chân thành tuyệt đối không có chút mảy may tâm ích kỷ trong hội lăng nghiêm tôn giả a nan nói tương thử thâm tâm phụng trần sát thị tắc danh vi báo phật ân tương thử thâm tâm phụng trần sát trần sát là tất cả chúng sanh trong vô lượng vô biên cõi nước chư phật cúng dường tất cả chúng sanh đây là chân thành Đây là trí thành cảm thông Chúng ta thấy a nan đều như vậy Đa văn đệ nhất Chúng ta là người như thế nào? Lìa xa trí thành cảm thông Chúng ta không có con đường thứ hai để đi Thôi, đây là đại ý của văn trường hàng Chúng ta chỉ giảng đến đây Ý nghĩa khác Khi đến kệ tụng Tiếp tục trình bày với chư vị Hôm nay chỉ giảng